Để phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp, sáng nay ngày 14 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có buổi gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe góp ý hiến kế về cơ chế chính sách đặc biệt thu hút đầu tư vào khu vực này. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạng góp ý về cơ chế chính sách đề xuất đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời thông tin đến doanh nghiệp về định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Đồng Tháp giáp với biên giới Campuchia, trong đó có nâng cấp cửa khẩu, phát triển hạ tầng kỹ thuật bên cạnh các ý tưởng quy hoạch cơ chế chính sách mới nhằm thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu của công ty cổ phần nova tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh đầu tư kho ngoại quan tại khu kinh tế cửa khẩu để doanh nghiệp thuận tiện trong nhập xuất khẩu hàng hóa có chính sách miễn tiền thuê đất để doanh nghiệp đầu tư hệ thống siêu thị mở rộng vị trí đất để đầu tư nhà máy sản xuất phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học đào tạo và cung ứng nguồn lao động đã qua đào tạo cho doanh nghiệp để bắt nhanh giới hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp dần dần bí thư tỉnh ủy lê quốc phong cảm ơn và ghi nhận các ý kiến góp ý của doanh nghiệp đồng thời cho biết sẽ tổng hợp thành danh mục khung về các nhóm chính sách bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục góp ý hiến kế không chỉ tại hội nghị mà có thể bằng nhiều kênh phương thức khác nhau các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp sẽ giúp cho tỉnh làm tốt công tác tham mưu giới trung ương về chính sách đặc biệt từ đó tạo cú hích để phát triển khu kinh tế cửa khẩu